Mẹ ơi, giữ qua lô hồ con có đi chơi nha mẹ. Nỗi lo của mọi bố mẹ khi con bắt đầu vào mùa hè là phải mang vác rất nhiều vật dụng, gây khó chịu trong việc hoạt động vui chơi thường ngày và cản trở quá trình phát triển vóc dáng của bé. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ba lô Nuvi siêu cá tính với tính năng tiện dụng giúp bé không bị cản trở trong hoạt động thường ngày. Với chất vải siêu thoáng nhẹ và thiết kế màu sắc bắt mắt, ngăn chứa gọn gàng cho bé thoải mái tham gia các hoạt động mùa hè, giúp đảm bảo cho việc phát triển và thể chất của trẻ, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ cho bé. Chưa kể với ba thiết kế và mẫu mã đa dạng, bé có thể thoải mái lựa chọn màu sắc và kiểu dáng mình yêu thích nhất. Được thiết kế để sử dụng cho hoạt động mùa hè nên chiếc ba lô này sẽ nhỏ gọn hơn những ba lô thông thường. Tuy nhỏ nhưng có vỏ, ba lô có khả năng chứa những vật dụng cần thiết. Bé rất là vui khi có được một người bạn đồng hành trong mùa hè năng động này, đó là ba lô Nuvi. Với chiếc ba lô vận động này á, bé rất là tự tin và thoải mái khi tham gia các hoạt động mùa hè. Quả là một món quà vô cùng ý nghĩa đúng không các mẹ? Các mẹ thử tìm ba lô vận động siêu cấp của Nuvi bằng cách tham gia chương trình săn linh thú đổi quà siêu cực chất của Nuvi nhé. Ngoài ra còn có những phần quà hấp dẫn khác đang chờ mọi người săn đó. Với 24 thẻ đổi quà sẽ được nhận ngay một đồng hồ đập tay cá tính. Với 36 thẻ đổi quà sẽ được nhận ngay một hộp màu hành lý họa sĩ nhí. Và với 48 thẻ đổi quà sẽ được nhận ngay một ba lô vận động siêu cấp của Nuvi. Chương trình được diễn ra từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 và kết thúc đổi thẻ vào ngày 15 tháng 7 năm 2024. Kết thúc nhận quà vào ngày 31 tháng 7 năm 2024. Còn chần chờ gì nữa mọi người ơi, hãy tham gia chương trình cùng Thúy Phương ngay nhé.